Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi kiểm tra cái tổ ong nó sống ở trong cái miệng giếng khoan của mình. Đấy, nó vào lỗ này này các bạn. Đây, con ong nó vào lỗ này các bạn ạ. Lỗ mình để chừa để dây với ống. Giờ mình sẽ bật cái nắp này lên để xem có mật không nhá. Vừa rồi mùa hoa cà phê nở rất nhiều và mình nghĩ là tổ ong này đã có mật rồi. Giờ mình sẽ cùng mở cái nắp này lên để kiểm tra xem có mật không. Cả mèo nữa, tránh ra mèo. Lâu ngày không mở thịt hết đấy. Không biết có rút cái này ra được không? Ra được, còn lỏng. Tránh nào. Bật nắp lên thôi. Tổ ong này mới làm cái xác còn trắng tinh, nó mới về đây được hơn một tháng thôi. Chưa có mật mà, do là tổ ong mới đến nên là nó cũng chưa kịp làm mật. Giờ mình sẽ cắt lấy một ít phía bên này để cho nó nuôi con và nó phát triển đàn, còn phía bên góc bên này thì mình sẽ để nó nuôi con. Cũng có khá mật. Đây, toàn là phân hoa này, chưa kịp làm mật luôn. Để một ít thôi. Cũng ngọt lắm. Hai cái phân hoa này cũng ngọt ngọt. Đây phân hoa đây. Phân hoa cũng chưa được nhiều lắm. Toàn phân hoa không ạ. Không có mật.
thịt làm mật. Nó lấy phân hóa về bắt đầu nó mới làm ra mật.